TV. Quý vị thân mến, dù thích hay là không thích bơi lội đi chăng nữa thì các bạn vẫn luôn sẽ bị thu hút bởi những bể bơi này khi mà lần đầu tiên nhìn thấy nó. Bởi vì vẻ đẹp của chúng không nằm chỉ ở cảnh sắc mà nó còn đẹp độc lạ với những nét không thể lẫn đi vào đâu được. Được hòa mình vào trong những dòng nước mát, ngắm nhìn những phong cảnh tráng lệ xung quanh chính là một trong rất nhiều những lý do để giữ chân du khách để khám phá và trải nghiệm 8 hồ bơi đẹp độc lạ nhất thế giới này. Tám hồ bơi đẹp độc lạ nhất thế giới. Số 8, hồ bơi Air. Nằm trong khu nghỉ dưỡng The Air Bali, hồ bơi Air là hồ bơi vô cực có đáy kính ở rìa hướng ra biển và núi. Hồ bơi này chính là điểm nhấn cho khu nghỉ dưỡng khi mà nó nhô ra khỏi vách đá, dựng đứng cạnh một bờ biển có độ cao là 160m ở rìa Bali. Hồ bơi được xây dựng theo dọc một loạt các ao xếp tầng tràn vào một hồ bơi đáy kính kéo dài 6m trên mép của vách đá, nhìn ra toàn cảnh 180 độ ngoạn mục nhất có thể tưởng tượng cho du khách chiêm ngưỡng khung cảnh Ấn Độ Dương lộng lẫy. Kính ở đáy bể bơi dày khoảng 8cm cho phép các du khách có thể sẽ thoải mái đắm chìm và tận hưởng những khung cảnh bên dưới chân và tưởng tượng là đang được thỏa sức vẫy vùng trong không trung. Số 7, hồ bơi bậc thang. Tất nhiên là không thể sở hữu những dụng bậc thang xanh mướt như ở Việt Nam hay là nổi tiếng với hồ bơi và những bãi biển xanh ngắt như là Hawaii. Nhưng Pamukkale vẫn có thể sẽ có quyền tự hào về hồ bơi bậc thang độc đáo của mình. Pamukkale là một trong những di sản thế giới, gồm tập hợp những hồ bơi tự nhiên có hình dáng như thể là con người xây dựng, chứa đầy nước khoáng nóng. Cái tên mềm mại, lâu đài bông ở nơi đây cũng không phải tự nhiên mà có. Nó xuất phát từ việc 17 khoang nước khoáng của hồ bậc thang này đều mang màu nước xanh nhẹ, giống như là những nắm bông khổng lồ. Những hồ nước khoáng nóng này chính là kết quả của hàng loạt những hoạt động núi lửa tại vùng Pamukkale. Từng dòng nước khoáng đã chảy xuống các hồ bậc thang có nhiệt độ từ 35 cho tới 100 độ C và chứa các canxi carbonat, nên gây ra các trầm tích ngăn thành những bậc thang kỳ diệu nối tiếp nhau. Tuy nhiên hiện nay thì việc bơi lội ở trong hồ cũng đang bị cấm vì những nếp gấp của các bậc thang đã không còn vững chắc như là nghìn năm trước. Mặc dù vậy thì điều này cũng không làm giảm đi sự hứng thú và trí tò mò được ngắm nhìn những hồ nước bậc thang của du khách ở đây. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho một bức ảnh đại diện ngày hôm nay. Quả là một ý tưởng không tồi cho một hồ bơi thách thức giới hạn của con người. Khi mà phần bể kính đã xây ra, đua ra quá nửa khỏi tầng thượng của một khu nghỉ dưỡng nào đó. Nhưng có lẽ đây chỉ là một bản vẽ mô phỏng lại ý tưởng của các nhà thiết kế hoặc là sản phẩm Photoshop mà thôi. Vì thực sự thì trông nó quá là nguy hiểm và không thể thực hiện. Các bạn có ý tưởng nào để có thể cải thiện thêm các hồ bơi này không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở trong phần bình luận nhé! Và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại ở vị trí số 6 của ngày hôm nay. Số 6, hồ bơi Market Square Tower. Bể bơi này tọa lạc tại một tòa nhà của căn hộ Market Square Tower cao cấp ở Texas, Mỹ. Nó đã được thiết kế hoàn toàn bằng kính trong suốt, giúp người ta có thể nhìn xuyên thấu xuống mặt đất ở độ cao là 500 feet, khoảng 150 mét. Tổng cộng chiều dài của Sky Pool lên tới 10 feet, khoảng 3 mét. Nó được xây dựng để đua ra bên ngoài, để người sử dụng có thể có cảm giác như là đang đi bộ ở trên không. Phần còn lại của bể bơi được xây dọc theo diện tích căn hộ. Với những thiết kế đặc biệt gồm có 8 lớp kính thủy lực dày dặn, chắc chắn bạn có thể sẽ hoàn toàn yên tâm về vấn đề an toàn khi mà sử dụng Sky Pool. Để có thể trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này, bạn không còn cách nào khác, đó chính là phải đi thuê một căn hộ ở tòa chung cư Market Square Tower. Giá thuê của một phòng thường rơi vào khoảng 1.800 USD, tức là khoảng 42 triệu đồng. Và hơn 18.000 USD, tức là 420 triệu đồng cho một căn penthouse. Giá cả để đi bộ trên không trung cũng không hề rẻ chút nào phải không các bạn? Số 5, hồ bơi Aquarium. Villas One Zerof là cái tên của một căn biệt thự chuyên phục vụ cho những việc nghỉ dưỡng tại Pháp. Khối bất động sản này mang trong mình một trong những kiến trúc đẹp, các tiện nghi hiện đại, cao cấp và tọa lạc tại một khu vực yên tĩnh với khí hậu ôn hòa.
Tuy nhiên thì điều khiến cho Villas One Europe trở nên thực sự khác biệt với những công trình nghỉ dưỡng khác chính là chiếc bể bơi có thiết kế độc nhất vô nhị mà nó sở hữu. Bể bơi kể trên có chiều dài lên tới gần 30m và lộ thiên tại khu vực ban công. Điểm độc đáo chính là phần lòng của bể bơi lại ăn sâu xuống tầng bên dưới và với thiết kế trong suốt, chiếc bể bơi này nghiễm nhiên đã trở thành cánh cửa sổ đặc biệt cho phép gia chủ có thể nhìn xuyên qua quang cảnh bên dưới và từ trong nhà. Số 4. Hồ bơi Nemo 33. Nếu như bạn lỡ tay làm rơi vật gì đó xuống đáy bể bơi này thì chắc chắn là một vấn đề lớn vì nó có chiều sâu tới 34,5m, nằm tại thủ đô Brooksby. Với tên gọi Nemo 33, đây chính là bể bơi rộng nhất thế giới. Nó chứa tới 2,5 triệu lít nước không clo. Bể này sử dụng nước suối đã lọc và luôn ở nhiệt độ là 30 độ C. Nemo 33 được thiết kế với nhiều tầng và ngăn ở các độ sâu khác nhau. Nemo 33 cũng được thiết kế và mô phỏng vài hang động ở dưới nước, khiến nó trở thành một trong những nơi luyện tập hoàn hảo cho những người mới cũng như là thợ lặn giàu kinh nghiệm. Đối với những ai có nhu cầu luyện tập lâu hơn, ở phần đáy bể sẽ có khoảng 3 phòng áp lực được điều chỉnh tương độ với độ sâu là 10m và 7m. Bên cạnh đó, đối với những ai không có gan lặn, ở bể bơi sâu nhất thế giới này sẽ có khoảng 14 cửa sổ ở dưới nước cho phép du khách có thể dễ chiêm ngưỡng mọi hành động và cảnh quan. Số 3. Hồ bơi San Alfonso Gemma. Nằm tại thành phố Algarrobo ở bờ biển phía nam của Chile, khu nghỉ dưỡng San Alfonso Gemma đã thu hút được sự chú ý của du khách với bể bơi lớn nhất thế giới. Bể bơi có độ dài khoảng 1.000m, bao phủ diện tích rộng với diện tích là 9 ha và chứa khoảng 250 triệu lít nước biển với độ sâu là 3,5m. Nước trong bể bơi được bơm từ Thái Bình Dương và được xử lý qua hệ thống lọc và được điều khiển bằng hệ thống máy tính, đảm bảo nước luôn được lọc sạch. Bể bơi lớn nhất thế giới mất 5 năm để có thể xây dựng với chi phí hơn khoảng 1 tỷ USD và hóa đơn bảo dưỡng hàng năm khoảng 4 triệu USD, nên nước ở đây trong đến mức mà mọi người có thể nhìn thấy đáy bể. Năng lượng từ mặt trời sẽ giúp nước trong bể đạt mức nhiệt độ là 26 độ C, cao hơn 9 độ C so với ngoài nước biển. Số 2. Lồng tử thần. Những du khách trải nghiệm cảm giác sợ hãi trước một trong những loài săn mồi nguy hiểm nhất hành tinh nên thử lồng tử thần ở Crocosaurus Cover, Darwin, Australia. Lồng tử thần chính là điểm giải trí nổi tiếng. Trong đó thì du khách sẽ được đối mặt với những con cá sấu nước mặn khổng lồ. Lồng kính sẽ được thiết kế để đảm bảo an toàn cho người ở bên trong khi mà họ quan sát những con cá sấu dài gần 5m bơi lặn và ăn mồi. Đây là một trong những khu của Crocosaurus Cover, trung tâm thủy sinh và động vật hoang dã ở phía bắc của Australia. Mỗi lượt ở trong lồng kéo dài tới 15 phút. Trước tiên thì du khách sẽ được treo lơ lửng ở trên mặt nước và xem những con cá sấu ăn mồi. Sau đó thì lồng kính sẽ được hạ xuống ở bên dưới bể, nơi mà các sinh vật săn mồi khổng lồ sẽ bơi sát lại phía du khách. Cá sấu nước mặn chính là loài bản địa của Australia, nổi tiếng với khả năng sẽ rình mồi, độ hung dữ và nguy hiểm. Thông thường thì việc đến gần những loài này không hẳn là đơn giản. Bạn sẽ phải trả giá là 126 USD một khách hoặc là 190 USD cho một người. Trong đó đã có vé vào các điểm tham quan khác ở Crocosaurus Cover để có thể trải nghiệm những cảm giác toát mồ hôi trong lồng tử thần. Số 1. Hồ bơi của quỷ. Nằm ở đầu nguồn thác của Victoria nổi tiếng của châu Phi, hồ bơi quỷ dữ Davis Pond là một trong những điểm thách thức những tín đồ ưa mạo hiểm. Trải dài hơn 1,5 km, con thác được xem là giải nước rơi lớn nhất thế giới. Nước đổ từ độ cao gầm réo đêm ngày đã tạo nên màn sương mù phủ chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Bạn có thể chiêm ngưỡng các thác nước bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, thì đối với những người ưa mạo hiểm, thì ngâm mình trong hồ nước quỷ dữ là một trong những sự trải nghiệm đáng giá và thú vị nhất. Vào mùa khô, thì hồ đủ cạn để có du khách có thể sẽ bơi an toàn ở gần bờ. Tại đây thì bạn sẽ được bảo vệ khỏi những dòng chảy dữ dội của thác nước bởi bức tường đá chìm.
Dưới sự giám sát của hướng dẫn viên địa phương thì bạn thậm chí có thể sẽ có thể tiến xa ra rìa của hồ, nhìn xuống bờ vực thẳm, nơi mà nước bọt sẽ tung trắng xóa ở phía dưới. Hồ bơi là vị trí ngắm thác nước gần nhất, mang đến cho du khách những sự trải nghiệm khó quên. Điều duy nhất du khách cần làm đó chính là tin tưởng và can đảm. Bạn phải tin rằng mình sẽ không bị dòng nước cuốn theo. Mình biết là còn rất nhiều những hồ bơi đẹp độc lạ nữa vẫn chưa được liệt kê trong danh sách ngày hôm nay. Nếu như bạn biết thêm những thông tin nào khác, có thể comment ở bên dưới để chúng mình có thể cập nhật và sẽ phát sóng trong video tiếp theo nhé. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!